Rồi nay trên tay giới thiệu với anh em về mấy mẫu xăng Vippo chính hãng nha anh em. Anh em dùng xăng chính hãng thì nó bền, nên nó giữ xăng được lâu. Khi anh em lựa xăng thì phải chú ý về cái hoàn thiện của nó nha. Nhìn bề ngoài là hoàn thiện tốt. Trên đầu có tem dạ quang nha, tem 7 màu. Anh em nó có cái đường nẹp nối của bình xăng ở bên cạnh bên đây. Sau đó thì anh em nhìn vào mã vạch 041 hàng xuất xứ Mỹ nha. Các chữ nó in trên chai xăng đều phải sắc nét nha. Chữ trắng, cảnh báo và nó hoàn toàn bằng tiếng Anh Mỹ nha anh em. Hoàn toàn bằng tiếng Anh Mỹ nha. Hàng này là hàng nhập khẩu nha anh em. Nhìn xuống đáy thì nó có cái số seri. Chìm ở dưới nó có cái date ngày sản xuất nha anh em. Khi anh em lựa hàng phải để ý nha. Xài hàng chính hãng thì nó bền, giữ xăng lâu nha. Tem rồi. Còn về phần đá, đá thì nó là bằng vỉ như vậy, vỉ bằng giấy nha anh em. Trong nó có cái vỉ nhựa 6 viên nha, đá chính hãng nha anh em. Em gỡ ra là dùng thôi. Để mã vạch luôn nha anh em, 041 luôn nha, chuẩn với nó nha. Đã như vậy 6 viên. Về phần bất 4 inch 10 cm nha anh em. Nó dài là 10 cm, nó nằm trong cái nó nẹp như vậy. Còn một cái tờ giấy giống như là đá vậy á. Đây là bất nha, đóng thành vỉ luôn. Rồi vậy video này giới thiệu với anh em sơ vậy thôi, cho anh em lựa hàng chuẩn chính hãng nha, dục đúng chuẩn với bô luôn. Bye anh em nha.